Cặp đôi người mẫu công khai hẹn hò, chàng trai tỏ tình 3 lần trong vòng 1 năm. Cả hai đều đang tham gia một chương trình thực tế nên màn công khai tình cảm này đã thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, thông tin hai thí sinh của The Face Việt Nam 2023 công khai hẹn hò được khán giả quan tâm. Đôi trai tài gái sắc này là Tuấn Ngọc, Tim Minh Triệu, Kỳ Duyên và Hương Liên, Tim Vũ Thu Phương. Theo đó, Hương Liên đăng ảnh được một chàng trai thơm vào tóc và viết em đồng ý. Đặc biệt cư dân mạng nhanh chóng nhận ra Tuấn Ngọc vì anh chàng từng mặc chiếc áo y hệt trong ảnh của Hương Liên. Ở story tiếp theo, cô nàng tiết lộ trong suốt năm qua em nhận được 3 lần tỏ tình của anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh chúng ta nhưng đến cuối cùng vẫn là của nhau. Em không tin vào định mệnh cho đến khi gặp anh và anh yêu em. Về phần mình Tuấn Ngọc cũng khoe ảnh hai người và chia sẻ ngắn gọn với những người theo dõi chương trình, đây không phải là một thông tin gây bất ngờ. Bởi lẽ trong suốt thời gian tham gia The Face đến nay, cặp đôi thường xuyên có những phản ứng đặc biệt, trò chuyện riêng và quan tâm nhau hơn mức bình thường. Trong một video hậu trường, các thí sinh còn lại đều khẳng định Tuấn Ngọc và Hương Liên có gì đó. Ngoài ra khi tham gia một số thử thách của chương trình, Tuấn Ngọc và Hương Liên cũng tương tác rất thoải mái. Đặc biệt cả hai còn có những xuất hình hôn nhau đắm đuối khi chụp ảnh cho nhãn hàng. Ở tình huống này, huấn luyện viên Vũ Thu Phương liên tục nhận xét, đẹp quá, hai đứa đẹp quá. Khương Liên và Tuấn Ngọc là cặp hôn đẹp nhất, vô cùng đẹp mắt. Được biết Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, đến từ Hải Phòng. Anh chàng từng theo học khoa ngoại ngữ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2019, Tuấn Ngọc trở thành nam vương kép trong hai cuộc thi của Nêu. Sinh viên thanh lịch Nêu và Mr. và Mít, gương mặt sinh viên 2019. Hiện tại anh chàng đang là người mẫu tự do. Tại The Face Việt Nam 2023, Tuấn Ngọc là một gương mặt khá triển vọng của team Kỳ Duyên, Minh Triệu. Tuy nhiên anh chàng vừa bị loại và khiến Kỳ Duyên tiếc nuối, mất đi em trên chặng hành trình này là một điều đau lòng nhất với hai chị, nhưng chị hiểu cơ hội của em trên chặng đường này chưa thể dừng lại. Tuấn Ngọc The Face Việt Nam 2023, chinh phục ước mơ từ Nam Vương nơi Âu đến gương mặt đại diện cho Mark. Là một nhân vật thuộc thế hệ Gen Z có được thành công từ sớm, hiện nay chàng trai trẻ Tuấn Ngọc đã tạo được dấu ấn đặc biệt tại The Face Việt Nam 2023 khi trở thành gương mặt đại diện cho Mark. Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, hiện đang là người mẫu tự do và đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi có mặt tại The Face Việt Nam 2023 với những bước tiến quan trọng, Tuấn Ngọc đã từng vinh dự đạt danh hiệu Nam Vương và được nhiều người ngưỡng mộ bởi về đẹp trai cùng thần thái sáng sân khấu. Chia sẻ về hành trình có được thành công như hiện tại, chàng trai 9X cho biết, thật ra, mình không nghĩ thành tích ở hiện tại sẽ được gọi là thành công đối với mình những danh hiệu và thành tích mình đạt được chỉ là một bước tiến và chắc chắn mình sẽ cần nỗ lực rất nhiều đương nhiên để trở thành nam vương trường nêu hay đại diện cho thương hiệu mark thì mình luôn phải tự nỗ lực rất nhiều những khó khăn thử thách trong quá trình tham gia từng cuộc thi đã tôi luyện tạo nên một tuấn ngọc mạnh mẽ luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn để chinh phục chính mình Bên cạnh đó, Tuấn Ngọc cũng cho rằng sự động viên và ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết chính là chìa khóa để cậu có được những bước tiến này trên con đường sự nghiệp. Từ một sinh viên bình thường đến danh hiệu Nam Vương và trở thành gương mặt sáng trong The Face Việt Nam 2023 khi được cộng tác cùng Mark, chàng trai Tuấn Ngọc luôn phải đánh đổi rất nhiều. Cậu chia sẻ rằng bản thân đã phải tự tập luyện với cường độ cao để cải thiện những khuyết điểm của mình từ lời nhận xét của ban giám khảo. Bên cạnh đó, sự đột phá, dám thử thách bản thân để tạo nên sự khác biệt, cũng chính là yếu tố quan trọng giúp Tuấn Ngọc có được thành công ở giai đoạn hiện tại khi mới chỉ 24 tuổi. Chia sẻ về lý do nhận được danh hiệu Nam Vương cũng như trở thành người đại diện của Mark, Tuấn Ngọc nói, mình sẽ không có được danh hiệu Nam Vương lời EU nếu những điều mình thể hiện không khác biệt, không có chất riêng của mình. Ngay cả The Face cũng vậy, nếu như bạn nhạt nhòa trong đám đông thì sẽ chẳng ai nhận ra bạn. Nếu như mọi người xem tập mát thì sẽ biết rằng lý do mà nhãn hàng chọn mình đưa ra đó là tố chất ngôi sao. Đây cũng chính là điều khiến mình luôn cảm thấy vinh dự và tự hào. Với quan điểm, nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Chàng trai 9X Phạm Tuấn Ngọc luôn đem đến nguồn năng lượng đầy tích cực cho người xem. Sự thể hiện của bạn trẻ này luôn để lại những ấn tượng đặc biệt, có lẽ đó chính là lý do bạn có được những bước tiến nổi bật dù còn rất trẻ. Hy vọng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần quyết tâm học tập, thay đổi để cải thiện chính mình mỗi ngày, Phạm Tuấn Ngọc sẽ tiếp tục đi lâu và đi xa hơn nữa trên con đường mà bản thân lựa chọn. Về phần Nguyễn Hương Liên, cô nàng sinh năm 2002, quê Hà Nam, cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào Hiện tại Hương Liên cũng là người mẫu tự do và sở hữu kênh TikTok hơn 600.000 người theo dõi. Lý do Hương Liên là một trong những thí sinh gây sốt tại The Face 2023. Cô bạn Hương Liên là một gương mặt nổi bật của cuộc thi The Face 2023. Cô sinh năm 2002 đến từ Hà Nam, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Trước khi đến với cuộc thi, cô là một người mẫu tự do và nhận được nhiều sự chú ý hơn khi tham dự The Face và trở thành một trong những cái tên hot nhất nhì cuộc thi. Khi vừa xuất hiện trong vòng phỏng vấn đầu tiên với ban giám khảo, Hương Liên lập tức trở thành nữ thần mặt mộc được nhiều người khen ngợi và yêu mến. Mỹ nhân Gen Z có gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc với tỷ lệ chuẩn thần tiên tỷ tỷ. Lợi thế này giúp cho cô trông cao và thanh thoát hơn chiều cao thực tế. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Hương Liên từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem và nhanh chóng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều trang tin còn ví cô là Kim Tây Hy Việt Nam khi mang vẻ tươi tắn tương đồng với mỹ nhân xứ sở Kim Chi. Tài lẻ ẩn giấu, không chỉ sở hữu nụ cười vạn người mê, Hương Liên còn gây ấn tượng với khán giả và ban huấn luyện viên nhờ khả năng múa biển truyền. Trong buổi họp báo ra mắt The Face Việt Nam 2023, người mẫu Gen Z xuất hiện trong bộ đầm ánh bạc siêu bắt mắt và một lớp mặt nạ tạo vẻ bí ẩn, cuốn hút, hấp hồn mọi khán giả có mặt tại đó. Phong độ ổn định, Sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm, không khó để Hương Liên trở thành một gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô cũng nghiễm nhiên trở thành mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, nữ tích tâu cơ cũng được đánh giá là có khả năng cân mọi loại trang phục và linh hoạt với nhiều concept khác nhau. Trên đấu trường dơ phây, cô luôn thể hiện tốt trong các thử thách đu ban giám khảo đưa ra và lọt top các thí sinh nổi bật nhất. Thậm chí gần đây còn có rumor cô nàng sẽ lọt top 3 chung cuộc dơ phây. Biến hóa đa dạng, với lợi thế về vẻ đẹp trong trẻo và vóc dáng cao giáo, tỷ lệ chuẩn, Hương Liên luôn xuất hiện với nhiều diện mạo khác nhau và phong cách đa dạng từ dịu dàng tới quyến rũ. Gần đây dân tình hết lòng khen ngợi hình ảnh trong sáng và thanh thuần của cô khi dạo chơi tại Hà Nội. Hương Liên diện bộ đầm trắng, phối cùng chiếc ca đi gần mỏng màu xanh lá, tạo nên cảm giác giống một bông ly thanh cao. Đồng hành cùng với cô trong chuyến dạo chơi này là chiếc xe tay ga da nớt của nhà Yamaha mang sắc xanh trẻ trung, nhẹ nhàng. Yamaha Zanos vốn được ưa chuộng bởi các cô gái trẻ như Hương Liên nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, chỉ 99 kg, nhờ vậy các nàng có thể thoải mái lướt trên phố mà không gặp chút khó khăn nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay ho thì các bạn hãy click like, chia sẻ để video đến thật nhiều bạn bè. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Prepared to break the silence I'll be out in the sunshine, running beside the lion.